Và đây là tủ tủ máy của anh Lâm này. Các bác có nhìn thấy gì khác biệt không ạ? Trước kia thì anh Lâm có dùng âm ly của Nexo 4x1.3 và controller DTD cũng rất là chất rồi. Nhưng mà sau khi tham khảo thì anh đã quyết định nâng cấp lên MK2 4x2. Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại em đang có mặt ở Mỹ Đình để nâng cấp Lâm. Ở đây một bộ dàn rất là hay. Đấy. Trước mặt các bác đây đó chính là P10 và L15 Lexo. Đây là chiếc micro cũ của bộ dàn, đó là Beyer 9900. Nhưng mà anh chủ cảm thấy nó không được xứng tầm so với bộ dàn cho lắm nên là quyết định nâng cấp. Đó, hôm nay thì bên em đã mang đến đây cho anh, đó là Sennheiser. Hai chiếc đã được ghép với nhau bằng một cái giá rất là chắc chắn. Đó, bây giờ thì bên em sẽ bắt tai vào hai bên này, sau đó sẽ cho vào tủ máy. Ok, đây là tay mic của Sennheiser. Hôm nay thì bên em sử dụng đó là 845. Ok. Và đây là dây nguồn này. Em ơi cho anh mấy cái đầu này. Ok, hai cái đầu thu pích này đã nằm gọn gàng trong tủ máy rồi, rất là đẹp. Ok, bây giờ các bác sẽ cùng cảm nhận sự khác biệt nhé. Đây là Beyer 99 này. Lên năm giọt. Bây giờ xem sẽ alo thử Sennheiser. Lên năm giọt. Đây là tủ máy của anh Lâm này. Các bác có nhìn thấy gì khác biệt không ạ? Trước kia thì anh Lâm có dùng âm ly của Nexo 4x1.3 và controller DTD rất chất rồi. Nhưng mà sau khi tham khảo thì anh đã quyết định nâng cấp lên MK2 4x2 và một cặp mic Sennheiser. Trước kia là Beyer 9900. Ok, bên em vừa mới lắp xong. Bây giờ sẽ tiến hành setup. Một cặp mic Sen này, tần số đã khác nhau rồi này. Vang số DMX 9900. Đó, và đây, em đã gọi preset cho sẵn cho con đăng linh này rồi. Một đôi P10 main và sub L15 front Omi. Quá đẹp. Em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh.
ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã hết con tim qua phong thư màu xanh, mình đã hết cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xưa xa xăm. Oh,
Tìm em ai quá để anh lạnh lùng.
Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em.
không ngờ được mình chia sẻ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em sẽ bước giữa trời đời thôi. Còn anh chơi vơi ngày nắng vơ vơ nhớ đường xa vời vợi, chuyện gì băn khoăn lưu luyến chưa đầy vơi. Đêm đông dài sợ rằng không nhớ vội vàng, tình vào thì tu mãi mãi em sẽ không đợi anh ơi. Thì em ơi em vì nghĩa xưa đã về dưới cùng lại, chuyện cũ sẽ vào thì mắng sẽ cài. Bên em vừa nâng cấp và bàn giao xong cho anh Lâm Nexo P10 và L15 kết hợp với âm ly MK2. Quá đẳng cấp phải không các bác? Nghe nó khác biệt hoàn toàn. Ok, chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.